Hello tất cả các bạn, An đã quay trở lại với các bạn nè. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn thấy An hoặc là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh channel này của An á, thì hãy nhớ nhấn cái nút màu đỏ ở dưới nha, để các bạn có thể coi được những cái video của An trong thời gian sắp tới đây. Thì mấy bữa nay á, có một số bạn comment ở dưới hỏi An á, là tại vì mấy bạn đọc trên news cũng như là mấy bạn coi Facebook á, các bạn thấy á, là ở bên Houston, Texas đó, là có hơn 46.000 người nhận được cái thư của sở thất nghiệp. Người ta gửi ra, người ta yêu cầu 46.000 người này á, là phải trả lại cái số tiền thất nghiệp. Và cái con số tiền nó là lên tới 32 triệu, tức là 32 triệu chia ra 46.000 người. Thì có người trả ít, có người trả nhiều, có người trả tùy thuộc vô là cái số tiền thất nghiệp mà người ta overpayment, tức là sở thất nghiệp trả vô cho người ta, rồi tùy vô cái thời gian mà người ta nhận được cái tiền thất nghiệp này ít hay dài thì mỗi người á thì sẽ phải trả một cái số tiền khác nhau. Thì các bạn rất là đang hoang mang, tại vì các bạn không biết đó là lý do tại sao mà sở thất nghiệp người ta đòi lại cái tiền này. Và các bạn này thì các bạn sợ là không biết ở những tiểu bang khác thì có như vậy không, và lỡ mà có thì các bạn sợ là các bạn sẽ bị nằm trong cái số đó. Thì để đầu tiên mà An chia sẻ cho các bạn đó là nếu như mà các bạn cảm thấy là mình khai đúng tất cả những cái mà mình điền trên cái thông tin trên cái hồ sơ xin thất nghiệp của mình mà mình đều điền đúng trong sự thật, ví dụ như mình đi làm 20 tiếng, mình bỏ vô mình đi làm 20 tiếng, mình đi làm ở những chỗ A, chỗ B, chỗ C này trong thời gian nào thì mình đều bỏ vô hết. Và khi mà cái chỗ mình làm á nó gọi mình đi làm trở lại thì mình báo cáo cho sở thất nghiệp biết là ồ mình quay trở lại làm, mình làm 40 tiếng thì mình báo cáo mình làm 40 tiếng, mình làm ít hơn thì mình báo cáo ít hơn. Thì các bạn nếu mà các bạn đã làm đúng hết và các bạn trả lời rất là thành khẩn ở trên những cái certify mỗi 2 tuần hoặc là mỗi 1 tuần, hoặc là các bạn điền cái đơn thất nghiệp mà các bạn đùa điền đúng như sự thật á, thì các bạn không cần phải sợ gì hết, tại vì các bạn không có hề làm sai. Những ai á là những cái người mà người ta lo sợ trong cái thời điểm này, là khi mà người ta sợ là người ta đã biết là người ta đã làm một cái gì đó không đúng. Thì khi mà điền không đúng, khi mà các bạn bị trả lại á, thì các bạn sẽ phải trả lại cái số tiền mà người ta trả vô cho các bạn là cái thứ nhất. Cộng vô nếu như mà là lỗi của các bạn á, thì các bạn sẽ phải trả thêm 15% cái tiền phạt nữa. Còn nếu như mà các bạn nhận được cái lá thư của sở thất nghiệp, người ta kêu là người ta trả dư và người ta yêu cầu là các bạn cần phải trả lại, mà các bạn cảm thấy là mình khai đúng hết rồi mà bên sở thất nghiệp người ta làm sai, thì các bạn có quyền kháng cáo. Còn nếu như mà bên sở thất nghiệp người ta đúng hết thì các bạn sẽ phải trả lại cái số tiền đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là người ta sẽ tính 15% penalty trên cái hồ sơ mà các bạn làm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có rất là nhiều người hỏi là tại sao mà điền cái hồ sơ vô thì sở thất nghiệp đã cho rồi, tại sao bây giờ người ta đòi lại. Thì khi mà các bạn điền hồ sơ vô là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà mỗi tuần á, các bạn certify á, là cái hệ thống nó pick up, nên là nó lấy những cái thông tin của các bạn. Lúc đó là nó chưa có cái người, tại vì cái thời gian đầu dịch bệnh rất là nhiều người người ta xin tiền thất nghiệp. Thì lúc đó là cái người làm ở bên sở thất nghiệp không có đủ để mà giải quyết tất cả những cái hồ sơ. Thì tất cả mọi hồ sơ nó đều vô cái system, nó đều vô máy hết. Và máy á, thì khi mà các bạn khai như thế nào, ví dụ các bạn khai là tuần các bạn làm 20 tiếng rồi các bạn nhân lên, thì nó sẽ biết được đó là cái số tiền một tuần các bạn nhận được bao nhiêu. Rồi nếu mà các bạn thiếu bao nhiêu thì nó cho các bạn thêm cái số tiền nữa cho cái UI, rồi nó sẽ tự động bỏ cái PUA vô cho các bạn. Nhưng mà sau khi thời điểm bây giờ, khi mà dịch bệnh nó đã bớt rồi và bắt đầu những cái hồ sơ xin thất nghiệp nó bắt đầu ít đi, thì những cái người người ta làm trong sổ thất nghiệp người ta mới bắt đầu ngồi lại để mà coi lại hết tất cả các hồ sơ đã process trong những cái thời gian vừa qua, và những cái hồ sơ nào mà khai dư hay gian hoặc là không hợp lý thì nó bắt đầu nó đòi lại hết những cái số tiền này. Cái lý do mà người ta tìm được đó là các bạn nên biết đó là mỗi người dân ở Mỹ sẽ có một cái social khác nhau. Ví dụ như An nói, các bạn khai trong cái hồ sơ thất nghiệp là ồ, tháng này các bạn đi, tuần này các bạn làm 20 tiếng thì các bạn đủ điều kiện để mà xin cái tiền thất nghiệp. Nhưng mà thật sự đó, các bạn đi làm ví dụ như 30 tiếng đi, thì cái lúc đầu tiên khi mà các bạn khai á, cái system của bên sở thất nghiệp nó chưa có pick up được những cái thông tin đó, thì nó vẫn trả cho các bạn cái số tiền thất nghiệp. Nhưng mà khi mà sở thất nghiệp người ta pick up được cái thông tin dựa trên cái số social của các bạn, tại vì các bạn đi làm, thì cái người chủ hay là cái người hãng xưởng á, người ta phải trả những cái tiền thuế giống như là tiền Medicare nè, tiền
unemployment insurance nè, rồi tiền này tiền kia, thì cứ 3 tháng là người ta phải trả cái thuế đó trên cái social cho mình đó. Thì khi mà cái hãng xưởng hoặc cái người chủ của mình, người ta trả cái tiền thuế đó vô một cái, thì nó sẽ pick up vô cái số social của mình. Thì những cái người làm ở trên sở thất nghiệp, người ta sẽ biết được là ồ, các bạn nhận được cái tuần đó các bạn lãnh được tiền cho 30 tiếng hay 35 tiếng chứ không phải là 20 tiếng, thì người ta sẽ đòi lại cái số tiền mà người ta trả vô cho các bạn. Thì nếu mà Houston, Texas đó, nó chỉ là tiểu bang đầu tiên thôi, những tiểu bang khác từ từ nó cũng sẽ có những cái đó, cái tiểu bang nào cũng có hết đó. Nhưng mà tại vì thời điểm rất là nhiều cái hồ sơ quá, người ta xét không kịp, thì lúc đó người ta để vô hệ thống để mà nó process thiệt là lẹ, để mà gửi tiền ra cho những cái người dân, để mà người ta có thể trang trải cho những cái việc emergency, những cái việc khẩn cấp trong lúc đó. Còn khi mà bây giờ hoặc là khi mà sau này người ta quay lại người ta làm việc á, thì sở thất nghiệp người ta sẽ có nhiều thời gian hơn, người ta có nhiều thời gian để mà người ta xem xét những cái hồ sơ thất nghiệp. Thì đến lúc này là cái lúc mà giống như bên Houston là nó sẽ phát hiện ra rất là nhiều người khai không đúng và nó sẽ đòi lại hết cái tiền này. Cái tiền này á, khi mà các bạn đã nhận được cái thư của bên sở thất nghiệp á, là các bạn bị overpayment á, thì bắt buộc các bạn phải trả lại, cộng với lại tiền phạt là cái thứ nhất. Nếu mà các bạn không trả lại được tại thời điểm hiện tại, vì có thể là các bạn chưa đi làm lại, các bạn không có 2-3 ngàn hay các bạn không có 5 ngàn để các bạn trả cho cái số tiền đó đó, thì các bạn phải gọi lên trên sở thất nghiệp, các bạn xin nó là các bạn có thể trả góp. Tức là mỗi tháng các bạn trả một phần, tới khi nào các bạn trả hết thì thôi. Còn nếu mà các bạn không trả, thì khi mà cuối năm á, các bạn đi khai thuế, người ta cũng có thể vô, nếu mà các bạn được tiền refund á, thì sở thất nghiệp người ta có thể vô cái tiền refund đó, người ta lấy cái tiền đó trước là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà các bạn đi làm lại, thì sở thất nghiệp người ta có quyền người ta đi vô thẳng cái bank account của các bạn. Trước khi mà hãng nó trả lương hay là cái người chủ trả lương cho các bạn á, là hãng nó đã đi vô cái bank account, nó lấy cái tiền đó ra trước rồi. Bởi vậy ở Mỹ á, thì bạn nào ở Mỹ các bạn sẽ biết đó, là nợ tiền của chính phủ là không bao giờ trốn thoát được, trừ khi nào mà các bạn chết thôi. Nhiều khi các bạn chết các bạn vẫn phải đóng thuế, là nếu mà các bạn có những cái tài sản còn lại các bạn cũng phải có đầy đóng thuế để mà trả cho chính phủ. Nên á, là nếu như mà những bạn nào ở những cái tiểu bang khác mà các bạn biết được hoặc là các bạn cảm thấy là khi mà mình khai, mình đã biết được là mình khai có những cái không đúng, nhưng mà lúc đó mình cố tình mình khai để mà có thể ăn được cái, xin được cái tiền thất nghiệp này, thì trên những cái tiền thất nghiệp mà các bạn được lãnh dư ra, em nghĩ là các bạn nên để dành ra một khoản, các bạn đừng có nên xài cái số tiền này. Thì khi mà các bạn nhận được những cái thư mà overpayment giống vậy á, thì các bạn có thể trả lại cho sở thất nghiệp biết đó. Tại vì em biết có rất là nhiều người Việt Nam mình hay có cái vụ như vậy nè, tức là cố tình khai, biết mặc dù có thể biết mình không xin được, nhưng mà thấy người A, người B, người C, người ta cũng giống như trường hợp như mình, người ta đánh vô thay vì cái đó trả lời yes rồi các bạn trả lời no, thay vì trả lời cái này các bạn chọn cái option khác, mình không phải thuộc cái diện A, nhưng mà mình cố tình mình click vô cái box A để mà mình lãnh được cái tiền đó, tại vì mình thấy người A, người B, người C đều lãnh được hết. Thì nếu mà mấy bạn rơi vô những cái trường hợp như vậy á, thì tại thời điểm này những cái số tiền mà các bạn lãnh dư ra đó, hoặc là các bạn nếu mà mặc dù các bạn đã xài rồi, thì bắt đầu các bạn nên save tiền lại để mà dành riêng cho một khoản, khi nào mà cái tiểu bang của mình người ta đòi lại á, thì các bạn có thể trả lại. Hoặc là các bạn cũng có thể liên lạc cho EDD để mà báo cho người ta biết là các bạn nhận overpayment thì người ta có thể đòi lại. Nhưng mà hiện tại á, tất cả những cái sở thất nghiệp là các bạn gọi lên để mà nói chuyện là rất là lâu luôn. Thì cách mà dễ nhất các bạn cứ để xem tiền ở bên ngoài, rồi khi nào mà các bạn nhận được những cái thông báo đó thì các bạn có thể trả lại cho người ta. Thì cái này không phải là lỗi của ai hết. Có nhiều khi có nhiều người khuyên các bạn là ồ cứ apply đại đi, rồi người ta cho thì người ta cho, người ta không cho thì người ta không cho. Nhưng mà các bạn không biết được là có thể cái system lúc đó nó bị lỗi như thế nào đó, mặc dù các bạn không đủ điều kiện nó vẫn có thể cho các bạn. Hoặc là cái system nó không có bị lỗi nhưng mà mình cố tình mình đánh vô để cho nó bị lỗi, để mà nó có thể tại vì system hệ thống thì lúc nào nó cũng có khe hở. Nếu mà có nhiều người ta lợi dụng vô cái khe hở đó thì người ta vẫn trả tiền ra lúc trước. Thì tới thời điểm này khi mà người ta ngồi xuống, người ta xem xét lại hết những cái giấy tờ đó, thì người ta sẽ biết được và người ta sẽ đòi lại cái số tiền này. Đây là cái trường hợp mà những ai mà làm
W2 không mà xin cái tiền EIDL Advanced Trend đó để mà lấy 1.000 đô đó, thì cũng coi như đây là một cái bài học dành cho những cái bạn đó, để các bạn đó thấy được là nếu như mà làm sai thì sớm hay muộn cũng sẽ bị đòi lại thôi. Thì những cái bạn nào mà làm W2, các bạn lỡ tay, các bạn không biết, các bạn đánh vô là các bạn là self-employed để các bạn được cái 1.000 đô free đó, thì An cũng chỉ biết khuyên các bạn là nên xếp cái 1.000 đó ra bên ngoài, đừng có xài, để nếu như mà mình có bị đòi lại thì mình có cái số tiền mình trả lại cho SBA, chứ đừng có để giống như là các bạn xài hết rồi tới lúc mà người ta đòi lại các bạn không có thì rất là phiền luôn. Thì cái mà tiền thất nghiệp này nó cũng là một bài học dành cho tất cả mọi người luôn, tức là cái hệ thống của Mỹ có thể trong cái thời gian dịch bệnh người ta không phát hiện ra, nhưng mà sau này khi mà tất cả mọi chuyện qua đi á, người ta ngồi lại, người ta xem xét hết giấy tờ, thì sớm hay muộn những cái tiền mà không thuộc về mình người ta cũng đòi lại thôi. Đó, đó là những cái chia sẻ của An trong cái video ngày hôm nay. Nếu mà mấy bạn thấy thích á, cho An một like, share, subscribe kênh channel cho An nha. Cảm ơn các bạn.